Tốc hành anh ấy vẫn chơi được ơi, vẫn được. Ừ ha, quên, bản mới rồi mà. Bản mới phần mình kiếm cũng nét nữa. 250 đam đến 350 đam, 100 đến 180 sát thương phép. Ừ. À, cuối đầu năm á, còn đầu năm tháng tầm tháng 1 đánh đánh răng thì là nó kỳ 1 là nó 10 game, còn kỳ 2 có 5 game mà. Nope. Em lắc quá à. Em lắc quá à. Anh cũng lắc quá. Vẫn cầm được mà. Nó tăng lên 5 giây xài cũng được. Nó dù kiểu nó hạn chế combat á. Đầu game thì vẫn ngon mà. Hạn chế combat, giết người hồi. Cầm thì cầm vẫn được, không ngon hơn trước nhưng mà cầm vẫn được. Cầm máu cũng được mà, cầm nào cũng được. Mấy dọn lính để lên cái để dây điện bắn chết grip. Ơi ơi, góc này. Này nó còn lát. Lưới có lát, có lát luôn. Trời ơi, tức chưa? Vậy em cũng bình thường ăn cho được. Nó hết lát rồi mà. Còn chạy đâu nữa đâu. Ây da phải bấm G chứ nhỉ, tiếc cái G nữa chứ, lời dở. Ây da. Ơi đây 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 ai cứu. Thì ra nó lại là TV. À, bị nó bịp rồi. Đánh gắt vậy. Đánh răng này gắt hơn gắt hết đấu nữa.
gan này gan gì, gan gan lục bảo hả? Gan lục bảo hay gan thách đấu nữa. Ai dụ đờ, dụ đờ chứ, dụ TV chứ. Dụ đờ xong TV ác thiệt. Hết cứu. Cứu được. Cứu được, cứu được. Oh no man. Gan này đánh hay gan thách đấu anh em ơi. Gan này đánh gắt quá vậy. Gan này gan gì vậy? Vậy mạnh dữ vậy anh trai, gà hết đấu đó, anh em đúng gà hết đấu đúng không? Anh em kinh gắt lắm chứ sao, đều mục tiêu anh em rồi, ra thay giả rồi, ra thay giả kìa, kìa thế nào. Bắt về TV không á, tham quay ghê. À, thì... trời ơi bỏ cái bay boss đi, hôm nay bỏ bay boss đi, TV ra là ăn rồi, đừng để chết hai mấy giây không ngâm mà còn. Mết anh em ơi, ai dạ lạc trôi. Cái cành nó trong tay hết ta. I will.
An enemy has been slain. Game căng thế. Win game có ngay 100k. Mệt lắm nhở. Sức mạnh đồng tiền có khác, 100k là win ngay. Có sức mạnh của đồng tiền, sức mạnh của đồng tiền làm cho con người ta mạnh lên, thật sự là như vậy, đúng không các bạn? Nếu thấy hay cho tôi xin một like và subscribe nhá, cảm ơn em. Nico làm mấy quả hay á, Nico làm hai quả g đẹp, vinh danh cho Nico nhá. Game là dễ. Em cảm ơn Lâm nha.